Throw it up. Start twerking like Miley. Fuck it. Twerk it like Miley. Don't pop it like Miley. Don't pop it like Miley. Cụ ông 71 tuổi hạnh phúc làm đám cưới với cụ bà 114 tuổi. Đám cưới của cặp đôi Trung Quốc lệch nhau hơn 40 tuổi được chính quyền địa phương và những người trong viện dưỡng lão ủng hộ. Đám cưới của ông Giang 71 tuổi với cô dâu Giang Shuyin, người lớn hơn ông 43 tuổi diễn ra tại một viện dưỡng lão huyện Ba Chu, tỉnh Tân Cương hôm ngày 9 tây tháng 10. Chú rể cho biết, ngay khi nhìn thấy cô dâu lần đầu cách đây khoảng 1 năm, ông đã bị hút hồn. Tuy nhiên, phải mất tới 1 năm hẹn hò và tán tỉnh bà Giang mới nhận lời làm vợ của ông Giang. Theo báo chí, cả hai quen nhau và đem lòng yêu nhau khi ông Giang buộc phải chuyển tới sống ở viện dưỡng lão trên. Giang, người đã bị tàn phế trong một vụ tai nạn xe lửa cách đây 50 năm, chia sẻ bà Giang là một trong những người đầu tiên ở viện chăm sóc cho ông. Trong mắt của ông ngoài 70, bà Giang là một người phụ nữ tốt bụng và dịu dàng. Tuy nhiên, ban đầu bà Giang không muốn bắt đầu mối quan hệ tình ái với người đàn ông kém mình tới 43 tuổi, bởi ở cái tuổi xưa nay, bà sợ phải ràng buộc với ai. Nhưng rồi tình yêu chân thành của ông Giang đã khiến suy nghĩ đó dần dần biến mất. Đám cưới của hai cụ đã diễn ra trước sự chứng kiến của những người chăm sóc và thành viên trong viện. Cả hai làm thủ tục đăng ký kết hôn tại phòng hành chính địa phương, được chính quyền trao chứng nhận có đóng dấu và xác thực. Tôi không được ăn học tử tế và rất nghèo. Một vụ tai nạn xe lửa cũng khiến tôi bị què cả hai chân từ khi mới 20 tuổi. Vì thế, tôi chưa từng mơ mình sẽ có một ngày hạnh phúc như hôm nay, ông Giang nói sau đám cưới. Với việc kết hôn với bà Giang, cụ ông 71 tuổi cho biết giờ đây ông cảm thấy cuộc đời đã hoàn chỉnh. Bởi suốt những năm tháng sống nhờ trợ cấp xã hội, ông luôn mong có một người bạn đời bên mình. Ông cũng hứa sẽ hết lòng chăm sóc cho vợ lớn tuổi đến khi nào còn có thể.